Sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Chúa Giêsu vào thành Capernaum. Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng, gần chết. Khi nghe nói về Đức Chúa Giêsu, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến với Đức Chúa Giêsu, nài xin rằng: "Đội trưởng thật đáng cho thầy giúp đỡ, vì ông thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng ta." Vậy Đức Chúa Giêsu đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: "Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành, vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác. Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác đến thì nó đến, và bảo đầy tớ của tôi làm việc này thì nó làm." Nghe những lời ấy, Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: "Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Israel ta cũng không thấy đức tin nào như vậy." Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. Ngày hôm sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Na-in. Có nhiều môn đồ cùng đoàn dân đông đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, người ta vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của bà mẹ hóa. Có nhiều người ở thành đó đi đưa đám tang với bà. Chúa thấy và động lòng thương xót bà nên phán: "Đừng khóc." Ngài lại gần, chạm vào quan tài, và những người khiêng dừng lại. Ngài phán: "Hỡi chàng trai, ta bảo ngươi trỗi dậy." Người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Giêsu giao anh ấy lại cho mẹ. Mọi người đều sợ hãi và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: "Có đấng tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài." Tin này vang ra khắp miền Giu-đê và các vùng lân cận. Môn đồ của Giăng thuật lại cho ông tất cả các việc đó. Ông gọi hai môn đồ và sai họ đến thưa với Chúa: "Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?" Họ đến với Đức Chúa Giêsu thưa rằng: "Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?" Chính giờ đó, Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám, và khiến cho nhiều người mù được sáng. Ngài trả lời với họ: "Hãy về thuật lại cho Giăng những điều các ngươi đã thấy và nghe. Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta." Khi các sứ giả của Giăng đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu bắt đầu nói với dân chúng về Giăng rằng: "Các ngươi đi xem gì nơi hoang mạc? Một cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi ra xem gì nữa? Một người mặc áo sang trọng chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và sống xa hoa thì ở trong cung vua. Vậy thì các ngươi còn đi xem gì nữa? Một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng: Này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con.
Ta nói với các ngươi, trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai trỗi hơn Giăng Báp-tít. Nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn ông ấy. Cả dân chúng và những người thu thuế đã chịu báp têm của Giăng, nghe Ngài giảng, đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng người Pha-ri-si và các luật gia không chịu Giăng làm báp têm thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. Vì vậy, ta sẽ ví sánh những người của thế hệ này với gì? Và họ giống ai? Họ giống như trẻ con ngồi ngoài chợ, reo gọi nhau và nói: chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không khóc than. Vì Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói, ông ta bị quỷ ám. Còn có người đến, ăn và uống thì các ngươi lại nói, kìa đó là người ham ăn mê uống, bạn của người thu thuế và kẻ có tội. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh nhờ kết quả của nó. Một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si. Nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài. Rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài và xức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy thầm nghĩ, nếu người này thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà chạm đến mình đó là ai, thuộc hạ người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi. Đức Chúa Giê-xu phán với ông, hỡi Simon, ta có vài lời nói với ngươi. Ông thưa, xin thầy cứ nói. Ngài phán, một chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 denier, người kia nợ 50. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn? Simon thưa, tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán, ngươi nhận xét đúng lắm. Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simon, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng từ khi ta vào nhà của ngươi, chị ấy luôn hôn chân ta. Ngươi không xức dầu cho đầu ta, nhưng chị ấy lấy dầu thơm xức chân ta. Vì thế ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều. Còn người được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Ngài phán với người đàn bà, tội lỗi con đã được tha. Các người ngồi cùng bàn với Ngài nói với nhau, người này là ai mà có quyền tha tội? Nhưng Ngài phán với người đàn bà, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an.